mày dám qua mặt tao thì mày sẽ nhận được một cái kết xứng đáng. Nếu nói về mưu mô thì những thằng khốn kiếp như mày còn lâu mới qua được tao. Mày em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Chuyện cổ tích có thật ở ngoài đời không mẹ? Chỉ cần con có niềm tin thì chuyện cổ tích sẽ thành sự thật thôi mà.